Lúc bây giờ thì đồng chí Phạm Xuân Ẩn, mà chúng tôi lúc bây giờ đặt là X6, sau này lại đặt lại là Hai Trung, thì ở Mỹ đã về. Nhưng hai bên đều không tìm nhau, chưa tìm nhau được. Do đó là cái nhiệm vụ làm thế nào là tìm được cái đồng chí Hai Trung, tức đồng chí X6, Phạm Xuân Ẩn. Thì qua những cái công tác tìm hiểu địch ở thành phố, cho nên chúng tôi đã gặp được đồng chí là đồng chí Sáu Thảo. Và đồng chí Sáu Thảo là người mà chúng tôi làm cái liên lạc để mà móc cái đồng chí Phạm Xuân Ẩn đây. Nắm được tình hình rất nhiều, mà nội bộ địch thì bắt đầu lũng củng và nó có thể đi tới đảo chánh. Mà tin tức thì nắm rất chặt rồi, nắm trong tay nhiều lắm. Thế nhưng mà không biết làm sao mà để mà chuyển. Nhưng mà cũng nhờ cái tổ chức của cái chị Tám Thanh đó, thì của bên Phụ Nữ Nam Bộ đó, thì mới dẫn tôi vào trong đó để mà dự cái lễ 20 tháng 12. Thì từ đó tôi mới đề đạt, tôi mới nhờ chị Thanh nói với các đồng chí mà coi như là xứ ủy Nam Bộ Nam Kỳ lúc đó, thì các anh mới là cho anh Bình, sau này chết rồi, anh Bình mới liên lạc cho tôi, thì mới tìm được anh Cám Sơn kia, anh Kiếm. Kiếm là anh Kiếm, thì tới trường tôi cũng lên trên Bến Cát á. Bến Cát đó tôi gặp anh Kiếm, thì anh Kiếm về kiếm anh Hạnh, thì chúng tôi mới đưa anh Hạnh vào trong Phú Hòa Đông. Khi chúng tôi móc đồng chí Phạm Xuân Ẩn lên á, thì có đồng chí, gồm có những đồng chí mà dự lúc bây giờ là có đồng chí Sâu Văn, tức là Võ Văn Kiệt, đồng chí Cao Đăng Chiếm, và tôi là người dự ngang. Thì mới biết rằng đồng chí Phạm Xuân Ẩn khi đã về tới Sài Gòn muốn tìm, nhưng mà tìm cũng chưa có, vì lúc bây giờ cái tình thế rất khó khăn. Thứ hai nữa, đồng chí báo cáo những cái quan hệ, thì đồng chí quan hệ rất là cao, từ những cái Mỹ mà bọn chỉ huy của Mỹ, còn Diệm thì kể cả những tay chân Diệm và kể cả Nhung, nên là Ngô Thị Nhung lúc bây giờ là quan hệ rất tốt, thường xuyên, và đồng chí đã nắm được rất nhiều tin tức bí mật. Thì lúc bây giờ là làm việc rồi, thì các đồng chí đánh giá là đây là một đồng chí đã được đảng và tình báo tổ chức qua Mỹ học, để từ Mỹ về thì bây giờ bắt được liên lạc, nó đã thấy được cái ánh sáng của cái công tác sắp đến. Dấu tài ba đến mấy, tài liệu lấy được quý giá đến mấy, theo ông thì tất cả cũng vô nghĩa nếu chúng không được chuyển đến đúng địa chỉ. Một mạng lưới được dẹp chặt chẽ để tất cả những thông tin từ ông thu thập được nhanh chóng theo đó phải đi đến nơi cần thiết trong thời gian ngắn nhất, an toàn nhất. Trong số 47 giao liên của lưới H63 có nhiệm vụ chuyển tài liệu của ông Phạm Xuân Ẩn ra khỏi Sài Gòn, có 27 người bị bắt và bị thủ tiêu. Thì tôi với anh nhớ nè. Đó, đi xe vô bên cỏ đó, rồi đi nhà nó mãi rồi đi. Đi liên lạc không được, có nhà chị. Người phụ nữ này được ông Trần Quốc Hương tuyển chọn làm giao liên cho ông Ẩn trong những ngày đầu kháng chiến. Sau này, vì bà bị lộ nên ông Ẩn được chỉ thị phải tránh để đảm bảo an toàn. Nhưng những ngày đầu từ Mỹ về chưa bắt liên lạc được với các đồng chí lãnh đạo, ông Ẩn đã phải nhờ đến bà. Và từ ngay chuyến liên lạc đầu tiên, toàn bộ tài liệu về chiến tranh đặc biệt được bà chuyển ngay về cho căn cứ cách mạng. Mà là anh Ẩn đưa cho tôi 21 quần phim mà anh đánh dấu rồi mà tôi không biết, mà anh cũng không nói. Cho nên là tôi tiền bơ tôi bỏ vào trong cái giỏ đẹp đó, rồi tôi để cái cây lên trên đó. Thì đến đó là không may là cái con đường gần đi đến Củ Chi đó, thì nó lại bị tăng bo, là bị nó đào đường đó. Thành ra bắt tất cả những người trên xe phải xuống,
lắp đường xong rồi mới được leo lên xe khác đi xuống, mà tôi mặc áo dài đi về cao gót này kia nọ, thành ra tôi không tham gia làm. Đến bên Nga nó chọc kẹo này kia đại khái, mà đến khi tôi vào đến trong cứ rồi tôi đưa cho anh Xuân Mạnh, anh Xuân Mạnh mới mừng quá mới dở ra cảm thấy số mình chết cha có số. Tôi trời ơi, vậy là coi tiêu em rồi, nếu mà có số rồi coi em đã tan rồi, bây giờ cuốn hai mấy con chim mà đều không hợp pháp rồi, thêm là có số nữa, đánh số nữa thì chết rồi, rất là nguy hiểm. Cái chiến tranh đặc biệt đấy, mà chính bữa đó là gặp tôi là mang cái đó đấy, mà cái đó là cách mạng đang bi hết sức. Ẩn là cái người rất giỏi, tôi coi giấy tờ đọc đủ thứ giấy chứng nhận từ tổng thống rồi tới như thế vậy là chứng nhận đàng hoàng, mà đẹp đi đâu là người ta đâu phải coi là xếp hết. Khi Trần Kim Tuyến mất quyền lực sau thất bại của một cuộc đảo chính, ông Ẩn rời Việt Tấn Xã để làm việc cho Reuters và sau đó là văn phòng tuần báo Time tại Sài Gòn. Giao du rộng rãi với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội, thậm chí còn được xem là người của CIA, ông nắm được nhiều nguồn tin quan trọng trong quân đội Sài Gòn, cơ quan tình báo của đối phương. Trong nghề làm báo, Phạm Xuân Ẩn được xem là thượng hạng vì ông chỉ làm cho báo nước ngoài, và được công nhận là một ký giả chịu khó làm việc, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Đó chính là cách để ông trao đổi cập nhật tin tức nhanh nhất và chính xác nhất. Anh thừa cái cơ hội cái lục lớn ở dưới miền Tây là cũng cỡ lối tháng 10, 11 gì năm 1961. Tây Lo đi qua với lại ông phụ tá an ninh của Tổng thống Kennedy. 61 là ông Tây Lo là chỉ huy ngũ giác đài. Tôi đi dưới đó, tôi cũng đi coi trận lục ở đó chứ đâu. Tôi ở nhà ông tỉnh trưởng mà. Thì như vậy là xuống rồi ông đề nghị liền với ông Diệm cho gửi quân đội Mỹ qua để giúp. Ông Diệm làm sao ông nhận được, đưa qua rồi nó ở luôn làm sao. Nó không chịu cái chuyện đó. Thành nó tranh thủ mãi cái chuyện đó chứ không phải dễ đâu. Cho nên cái kế hoạch nó không thực hiện được liền sớm. Thì những cái mâu thuẫn đó là bên trong rồi. Thì ông phải dòm cho ra được những cái đó này ông Năm. Thì thằng Mỹ là nó đưa một cái chương trình mà để mà chống du kích. Thì 59 là đã có du kích rồi thì nó phải quân sự phải không? 60 thì ép nó làm cái đó để cho nó dân chủ qua đi, bớt đi cái độc tài mà gia đình trị thế này thì không thể nào mà tập hợp được những cái đảng phái xung quanh được, mà ngay trong quân đội nó cũng bất mãn nữa, bằng chứng là quân đội nó đã đao chánh lên rồi. Thế nhưng mà nó cho là thằng Mỹ vậy là áp lực nó thì cái kế hoạch của Staley với kế hoạch Taylor là kế hoạch quân sự, kế hoạch Staley là kế hoạch bình định về kinh tế bình định. Hai cái kế hoạch riêng đi chung với nhau gọi là Staley Taylor, thì ông mới mở quan hệ với hai cái nhánh đó. Trong cuốn sách Phạm Xuân Ẩn, tên người như cuộc đời, tác giả Ngọc Hải nhận xét rằng bà không thấy trong nhà ông Ẩn có mùi bùn tỏa ra từ dòng sách báo đang từ từ mục rã trong khí hậu ẩm thấp của châu Á, như một nhà báo phương Tây mô tả. Không chỉ bà Ngọc Hải, mà bất cứ ai đã tiếp xúc với ông đều dễ dàng nhận ra sức sống tươi mới và mạnh mẽ từ một con người luôn chủ động trong những giây phút quyết định của đời mình, như ông đã thắng trong canh bạc số phận khi mạo hiểm về nước vào một ngày tháng 10 năm 1959. Cũng nhờ phân tích chính xác tình thế bằng một bộ óc sắc bén, và hơn thế nữa, bằng một trái tim luôn đặt trọn niềm tin vào đồng chí, đội ngũ và sự nghiệp chung, một phẩm chất được gọi tên thành bí danh của nhà tình báo này: Trần Văn Trung hay Hai Trung.